chào bà con cô bác nha. Hôm nay đi ghi hình cho báo điện tử thì mấy chú lên diện rạp chuẩn bị rằm tháng 8 Tết Trung Thu. Giờ dựng cái cổng nha bà con. Bữa nay mùng 1 rồi. Chuẩn bị dựng rạp lên nha bà con. Dựng cổng chứ. Làm cái cổng báo ông Từ triển lãm ở báo ông Từ. Bữa nay là ngày mùng 1. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây được rồi, cập nhật cho bà con cô bác ở xa xem cho biết được rồi. Chúc bà con cô bác nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Chào bà con cô bác nha.